Dạ Lan Thanh Sài Gòn xin nghe kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ bà con vào xem chương trình, vui lòng cho Lan Thanh Sài Gòn xin một lượt like, và bà con nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lan Thanh Sài Gòn. Thưa quý vị, thưa quý vị thì tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là cụ U77, một trong những nhân vật mà gây sóng gió cộng đồng mạng trong suốt một khoảng thời gian dài. Thì cái mấu chốt vấn đề ở đây quý bà con, tất cả những cái vấn đề là những kênh YouTube hiện bây giờ đó, thì chúng ta thấy nổi cộm lên là kênh YouTube là coi như là Phúc Nghĩa cứ lợi dụng cái sự mà thiếu sự hiểu biết của một số cái bà con, nhất là những người lớn tuổi. Thì những ngày vừa qua đấy quý bà con, hai kênh YouTube này đăng tải lên những cái thước phim, những cái nhân vật mà vô cùng gây phản cảm trên cộng đồng mạng trong suốt một khoảng thời gian dài. Đại đa số bà con đó, hiện bây giờ những người mà lên cái chương trình này thì họ cũng là có những cái gọi là phàn nàn cho cái vấn đề gọi là thiếu sự hiểu biết của họ. Họ bảo rằng cái họ cứ nghĩ đơn thuần đó là lên là tuyển cái như là nửa yêu thương còn lại, chứ họ không nghĩ rằng cái hậu quả nó vô cùng khủng khiếp như vậy. Bên cạnh đó có một số bà con cũng gọi là khóc dài khóc ngắn rồi, cứ lên gọi là đăng tuyển để mà tìm một nửa còn lại. Tôi nói cái nhu cầu hạnh phúc lứa đôi thì bất kỳ ai cũng cần. Nhưng mà qua cái hai kênh này chúng ta thấy rằng có một cái sự gọi là giả dối, một sự giả dối rất cái như là rõ ràng. Những ai mà lên cái như là cái kênh này cũng là gánh cái mác là đại gia, không đại gia này thì cũng đại gia khác. Đấy, cho nên tôi đúng rồi, còn nó đánh thẳng vào cái tâm lý của một số cô, một số gì mà đang có cái nhu cầu cần một cái điểm tựa, cần một cái chỗ dựa vững chắc cho những ngày cuối đời. Cho nên họ mới là bất chấp họ lên, bắt đầu họ lên, cuối cùng là gặp toàn vàng giá không. Đấy. Chúng ta thấy là cái cô mà vừa rồi, cái cô ở tại Vũng Tàu, thì coi như là chúng ta cũng đã thấy cái cô này đó cũng là lên cộng đồng mạng cũng giới thiệu gì, con làm giám đốc, nhà cũng có điều kiện, nhà Vũng Tàu cũng có cái, Cần Thơ cũng có cái. Cuối cùng sao, bà xuống Vũng Tàu bà làm cái như là ô sin, bà làm tạp vụ cái đó, mà cuối cùng là lên cộng đồng mạng. Bà con thấy đi, có rất nhiều người lầm tưởng. Cho nên cái vấn đề ở đây đó, ngoài cái sự mà thất đức của những kênh YouTube gọi kết nối tình duyên bây giờ, thì cái vấn đề mà kết hợp nữa là do lòng tham của mấy cô gọi là nó cũng là quá lớn. Cho nên mới sinh ra với con coi cung thì có cầu đó. Nhìn cái ông băng bưởi gọi là cái tài sản chưa tới được coi như là 2 triệu bạc, vẫn là để cái gánh cho cái mắt đại gia. Một ông già 86 tuổi chân đi còn lụm cụm, đi mà nói thật sự quý bà con toàn coi như là không vững, mà cũng là cái hành trình tìm vợ một cách lâu dài bền vững. Còn cái cô mà gọi là cũng là một cái thân phận cũng là người đi ở, mà cũng lên giới thiệu rằng mình là một một là cái như là mẹ của vị giám đốc này giám đốc nọ, cũng là một đại gia, tiền thì không thiếu, bây giờ thiếu mọi tình cảm. Cho tất cả mọi cái vấn đề đó quý bà con, mọi vấn đề đó là do cái sự gọi là bất nhân của những kênh YouTube mà quay không có cái sự xác minh. Ít ra ta đưa lên cộng đồng mạng, ta phải tư vấn trước cho một số bà con, đây là một cái không gian mạng, nó sẽ có cái hai chiều, đã thuận chiều và trái chiều. Thì những cái hoàn cảnh mình đưa lên đó, mình đã xác minh là những người đây là đại gia thiệt hay chưa, những người đây là họ cần hạnh phúc lứa đôi thật sự hay chưa, hay là họ vì một cái sự mà thiếu hiểu biết, vì một cái sự tò mò mà họ tìm tới mình, rồi mình lợi dụng hình ảnh của người ta để mình kinh doanh trên nền tảng mạng. Hai kênh YouTube này đang có cái dấu hiệu là gì? Lợi dụng hình ảnh của những người lớn tuổi, những người mà thiếu sự hiểu biết trên không gian mạng để mà câu like, kiếm tiền bất chấp. Làm chi có cái chuyện bà con thấy đi, lên cái như là có những cái vị mà tôi cũng nói là cái như là trong vấn đề này đâu, đại gia cái gì mà bây giờ nó thật sự đây là một trong những cái, ngay cả cái thước phim đầu tiên thì chúng ta thấy có một cái sự gọi là lừa dối cộng đồng, lừa dối chính những người mà có cái nhu cầu tìm hạnh phúc. Cứ lên là cái đại gia như vậy là ai cũng nghĩ là những người này bây giờ đó tuổi mình cũng đã lớn rồi, thì bây giờ mình cỡ như cũng cần một cái nơi nương tựa về tuổi già. Đấy, cho nên thấy hai cái từ đại gia, người ta nghĩ là những người này ít ra cũng có cái của ăn của để.
mà người ta tìm hạnh phúc là tìm hạnh phúc thật sự. Cho nên là những cô thật sự lao vô như một con thiêu thân. Trong đó thì riêng cái cụ mà cái như là U86 thì bà con cũng thấy là một trong những người lớn tuổi mà về cái nết cũng là không có được đẹp, mà cái sự búng xỉn âm này thì gọi là luộc số luộc sắc. Bây giờ tôi nói với bà con thì nếu như mình mà quyết tâm để tìm một cái người phụ nữ để mà đi đến với mình, để mà hoàn thành cái gọi là cái chặng đường còn lại của một đời người, thì tôi nói thật sự quý vị, bây giờ mà 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ nó không đáng là chi đâu, đúng không? Nhưng cái vấn đề ở đây là một người bủng xỉn, cái bản chất gọi là cái như là keo kiệt, nó đã thể hiện rất rõ qua những cái mà tôi đã chia sẻ với cụ này. Tôi cũng đùa đùa trêu trêu bảo rằng bây giờ thâu 3 chỉ nó lẻ quá, thì cụ bây giờ cụ có thể là tăng thêm khoảng là 3 chỉ mốt hoặc 3 chỉ rưỡi hoặc là 4 chỉ để có một con số khác nó có hơn hay không, có may mắn hay không. Cụ nói nếu mà con số chẵn thì bây giờ là cụ giảm xuống là 2 chỉ thôi con, chứ bây giờ lên là không thể lên được đó. Rồi gì mà sống với cụ đi 1-2 tháng sau đó rồi cụ sẽ tăng lên đó, có nghĩa là cụ về đó cụ cũng là dò chân dò cẳng xem những người này đó họ có là cái thật tâm mà tìm cái nhu cầu hạnh phúc hay không, thì cụ này mới dám lên quý bà con. Chứ cái tư tưởng ông này đó, ông cũng là mang chất rằng cả như là để mà đi ăn uống miễn phí thôi đó, và thậm chí lợi dụng vào cái những cô mà tham tiền, những cô gọi là nghe là cái mắt đại gia đó, trú đầu vào đó để cho ông kể như là ông hưởng sái những ngày cuối đời thôi, trên cái thể xác thôi, chứ thật sự ông này không có cái nhu cầu tìm hạnh phúc. Đó. Bà con thấy là cái đôi gọi là cái đôi bông tai móc căng đó không? Đôi bông tai mà cái dạng này là giống như là cái quả căng đó. Đó. Là cái đôi bông tai đó là ông tặng nay là 40-50 người đầu quý bà con. Cứ ai tới ổng, cái ngày đầu tiên tới gọi là chào hàng, ngày đầu tiên tới chào hàng đó là ông đem cái bông tai ra ông tặng ông đeo để chi, để có một cái niềm tin, để cho những cô mà cả như là đến với ổng á có một niềm tin, nó bảo rằng bây giờ là anh quớ nhà ta là ảnh là một trong những người cần cái nhu cầu hạnh phúc thật sự. Cứ vừa bước chân vô nhà là anh lấy đôi bông tai ra ảnh đeo, đúng không? Vừa bước chân vô nhà là anh lấy đôi bông tai ra ảnh đeo để mà mấy cô này có cái niềm tin. Rồi kể như là tối lại đó, bắt đầu là anh dớ cái gọi là dớ cái giọng dê của một người cao tuổi. Tôi nói bây giờ rồi, ngày xưa thì rúng rính thì nghèo, bây giờ thì cái như là có của ăn của để thì nó cũng đã teo rồi quý bà con, không mằng ăn chi được, mà tối lại là gọi là cái như là bắt cua mà ốc, có một số bà con là tối hôm đó để mà gọi là dâng hiến cái thở xác cho mình, dâng hiến thở xác của mình cho anh Nam Quán. Bắt đầu anh Nam Quán là cái như là ảnh mò cua bách ốc, mà nói thật sự quý bà con là đi tiểu còn không nấu nữa. Cũng có một số bà con cũng lên tố giác rồi, cũng là một trong những nạn nhân cũng đã lên gọi là vạch mặt Nam Quán rồi, đúng không? Cái ông này nó thật sự ông đưa một cái đôi bông tai móc căng ra đấy đó, rồi để mà lừa tình, để cho một số bà con cứ nghĩ rằng bây giờ anh quớ là anh yêu mình rồi, vàng anh cũng đã đeo rồi. Nhưng tối đó là nó thật sự quý bà con là anh toàn là mò cua bắt ốc thôi. Anh thì không ăn, bắt xong rồi thả. Con người là gọi là một trong những cái nạn nhân mà gọi là ra đi mà gọi phải ôm bụng. Mà vừa bước ra khỏi nhà ổng đó là ổng lột lại đôi bông tai. Vừa bước ra khỏi nhà là anh đòi lại đôi bông tai liền, có nghĩa là bây giờ nếu mà ở với ảnh thì anh cho đeo, còn mà bước ra khỏi nhà thì anh lột lại. Cho nên một đôi bông tai mà anh tặng không biết bao nhiêu người, một đôi bông tai mà hết cô này đến cô khác, cứ đưa vô đó là nghĩ là chắc bây giờ dở ăn lắm, nghĩ bây giờ anh Năm Quán nhà mình chắc là cũng là ngoan lành lắm, đúng không? Cho nên là bất chấp tôi nói quý bà con thấy trong những ngày vừa qua đó, cái mục tiêu của ông quớ này đó, thì bà con biết rồi, người nào mà cái như là đến với ảnh thật sự thì ảnh tìm cách ảnh chối từ, ảnh không muốn trở thành một cái gọi là cái cục chân dễ chi quý bà con. Một con ngựa hoang như Năm Quớ đó thì bây giờ nó thật sự không khác chi như những con dê núi đâu đó. Dễ gì cái như là ảnh để cho ai mà cuộc chân cuộc cánh nó lại, mà muốn cái vấn đề của ảnh là để rong chơi những tháng ngày còn lại thôi. Bây giờ mặc dù là cái như là chân đi không nổi, vừa đi vừa chống rại,
mà bây giờ cái hành trình mà đi tìm vợ, cả như hết kênh này qua kênh kia kênh nọ, tôi nói với bà con nhìn cái hình ảnh một ông già lụm khẩn đi mà trong gậy mà nói thật sự còn đi tìm vợ, một trong những cái hình ảnh, một trong những thước phim mà cười ra nước mắt, à, vô hình chung làm ảnh hưởng rất nhiều người. À, mà gặp, tôi nói gặp những kênh YouTube bá dơ đó, à, thì chắc anh rằng nó sẽ khai thác cạn kiệt. À, bà con thấy vừa rồi là cái kênh của Mỏi Đen, cái thằng Mỏi Đen là bắt đầu là nó lao vô, nó quay là hiện bây giờ nó cũng đang ăn dầm nằm giờ tại cái khu vực ở tại Sóc Trăng. À, nó vô nó quay mà hôm qua bắt đầu nó đưa một bà cụ nào gọi là răng có cũng không còn cái nào, à, bắt đầu là vô uống cà phê. Mà bà này nói thật sự, bà này bà con không biết nào, cứ nghe anh Quớ là đại gia, bắt đầu là cái như là bà cũng bu vô, cũng giống như là những cô như cô Bé hay cô Trinh hoặc là cô Hồng. À, tất cả mọi vấn đề là nghe và cái mát, trời ơi, một ông Quớ mà bây giờ đại gia, cái nghĩ ông này bây giờ 86 đâu, vì ông còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. À, cho đưa cái bà hôm qua, nó đưa cái bà vô, thật sự quý con, mà tôi nhìn cái bà đấy tôi cũng phải sợ. À, mà nghĩ sao đưa vô giới thiệu cho Năm Quớ. Ông Năm Quớ mà ông nhìn thấy bà đây đó quý bà con, là ông không dám nhìn mặt luôn. Ông nhìn thấy bà đây là không dám nhìn mặt luôn. À, bắt đầu là mấy thành di tích cái hỏi, ủa sao đó ngoại, sao bây giờ mà ngoại nhìn cái cô này mà ngoại không dám nhìn mặt, mà cái là ngoại còn cái nhu cầu tìm hạnh phúc nữa không ngoại. Bắt đầu anh nói mà cái như là cái miệng mà hình như là nó muốn trèo bên, cái nghĩa là bây giờ anh ráng cái anh gồng hết cỡ rồi. Đưa cái bà nó thật sự một cái bà mà cái như là không còn sức sống mà vô giới thiệu cho Năm Quớ, dở chi Năm Quớ không chịu, đúng không? Năm Quớ là cần những người đó, à, là chịu để cho ông mò cua bắt ốc thì phải có sức khỏe rồi. À, những bà đây gọi là phải có vấn đề gọi là cái độ lì. Còn đưa vô một cái bà mà không còn sức sống mà vô giới thiệu cho anh Năm Quớ, trời ơi, Năm Quớ là anh thua. Năm Quớ là nhìn cái bà đấy mà nước mắt anh là nó chảy ròng, cà phê kêu ra anh không dám uống. Thuốc mà nó thật sự quý bà con, anh bập mà cái như là có thuốc mà đó cả cái đầu luôn. Có nghĩa là anh hồi hộp thì chết cha rồi, bây giờ là cái bà đây là nó thật sự mà ở gần quê luôn. Ở gần quê có nghĩa là gần cái khu vực của ổng hả? Thì bây giờ bà đây tôi nghĩ là bà cũng là giống như là bây giờ là không còn gì để mất rồi. Bây giờ mà dìa mà để anh Năm Quớ cỡ cho anh mò cô bách ấp một đêm chết cũng được. Cái từ trước giờ bà này bà vô giới thiệu rõ rồi. Từ trước giờ nói thật với anh Năm, tôi chưa biết là đàn ông là gì. Hôm nay là nghe cái thông tin là anh Năm tiếng vợ là tôi cũng còn một tia hy vọng. Có nghĩa là 70 mấy tuổi rồi quý bà con, cái bà này 72 tuổi rồi. Ông nậu ơi, bây giờ mà từ trước giờ bà đâu có chồng đâu. Nghe Năm Quớ tiếng vợ bắt đầu là bà cái như là háo hức, gặp kênh cái Mỏi Đen bắt đầu là bà lao vô trời đăng ký một vé. Cuối cùng tới là Năm Quớ là nhìn bà này là nước mắt chảy ròng luôn. Trời ơi, ông nghĩ là bây giờ cái mục tiêu của ông là gì? À, từ 60 trở lại chứ không thể vượt qua cái ngưỡng 60, mà mình phải mình dây. À, mình phải mình dây. À, cân nặng thì tầm 45 đến 50. Chứ tôi nói nếu cái tướng của bà hôm qua đó, à, mặc dù bà 72 tuổi nhưng cái tướng bà con thấy đi, à, là tầm khoảng là 60 mấy 70. Thì cỡ đấy mà nó thật sự gì mà cái như là cái cần là bà nằm bà nghiêng một cái đó mà đè ông Năm Quớ, là tôi nói với bà con Năm Quớ chứ là dễ chân dễ cẳng thôi. Bà đè một cái là ông không còn thở nổi luôn đó. Mà nghĩ sao thằng Mỏi Đen nó vẫn đưa bà này vô giới thiệu Năm Quớ với bà con. Tôi nhìn thước phim mà tôi thấy là cái thật sự vừa cũng bực ông Năm Quớ và vừa cũng thấy thương cho ông. Ta quơ mấy cái bà chi đâu, bây giờ 70 mấy tuổi rồi mà vẫn còn kể như là muốn chồng. Chi vậy là con cháu rồi, mình không có con có cháu chứ, đúng không? Không có gia đình thì cũng phải có tộc họ. Người ta nhìn vô những thức phim như vậy thì người ta nghĩ thì sao? À, mà một trong những cái kênh mà nói thật sự, ngoài cái kênh Phúc Nghĩa đó, là một trong những kênh mà khai thác hình ảnh của những người lớn tuổi một cách bất chấp, để mà cái như là kiếm like kiếm view trục lợi trên hình ảnh của người ta. Thì còn cái còn lại là cái kênh của thằng Mỏi Đen cũng không khác gì. À, cứ vô đấy mà quay, quay xong rồi cũng là giới thiệu trời ơi, cỡ như là quại ơi, cái cô này là một trong những vị đại gia, một trong những vị mà đất cò bay thẳng cánh, đất của ngoại là chẳng là cái gì đâu. Cái nghĩa Năm Quớ là một trong những người đó thật sự ông thu vô dễ chi mà ông bỏ ra. Cái khi nghe thằng Mỏi Đen nó quảng cáo ngon quá, bắt đầu là anh cứ ngồi anh cười mỉm mỉm.
lúc đầu mà chưa gặp bà này quá vậy à, anh ngồi bắt đầu là điềm tĩnh lắm à, bắt đầu là cái như là tới bà này tới bắt đầu là ảnh cũng phỏng vấn đôi ba câu, bà này thấy là bắt đầu là năm quớ chứ vợ cánh câu rồi đó, bắt đầu bà trả lời. Bà này chưa bao giờ mà lên mạng nữa, truyền thông bà cũng làm mờ câm luôn à, bà trả lời là năm quớ cái thấy là không ổn đâu, năm quớ là ngồi mà sượng người luôn à. Bắt đầu là gặp bà thứ hai cũng là qua cái kênh Mội Đen này à, gặp bà thứ hai là thông qua điện thoại hẹn nó rồi, có nghĩa hôm nay là cả như là ông ngoại tới à, cô ở đâu để con dẫn ngoại tới cả như là gặp cô. Mà bà đây nó thật sự bà đây cũng là mang tính chất rằng cái như là cũng là dụ dụ thôi, xem thử là cái độ mà tìm vợ của anh năm quớ là như thế nào. Bắt đầu bà cũng hẹn ok ngày hôm đó tới đi con. Bắt đầu ông tới rồi bắt đầu ông ngồi như mà thần đất đó quý bà con, ngồi mà rùi đuổi không bay, mà đi tiếng vợ mà kiểu năm quớ không có bà nào mà bà chịu nấu. Ngồi mà nói thật sự quý bà con, già rau thớ còn không nấu mà đi tiếng vợ không biết tiếng vừa làm cái gì à, tiếng vừa làm cái chi, con cái đâu mà không có những cái gọi là cái như là trao đổi, không có những cái mà khuyên nhủ, mà cứ đỡ cho những thằng YouTube ba dơ bắt đầu nó tới nó quay rồi đưa lên mạng, bắt đầu là bà kia bà nghe cái thông tin sau đó bắt đầu bà đánh bài chuồng, bà nó thâu cả như là anh quớ ơi bây giờ là em là mất đi chở cháu ngoại đi học rồi à, bắt đầu là anh cây anh trời quớ đã chở cháu ngoại đi học mà mất đi mà hẹn cả như tôi lên đây bà rắn vừa thôi chứ à, anh bị nhiều lắm đó bố con, bị nhiều bà con, bị nhiều cô gì chú bác mà gọi là cũng là biệp ảnh rồi. Mà nói thật sự với con, ông này đó bây giờ anh tới nước lắm rồi à, tới nước rồi, chỉ cần là ai mà đưa thông tin ra, ai mà hẹn tới thì anh lớp tới thôi, chứ anh đâu có biết là cái hậu quả thế nào đến.